Làm cái gì đó? Sao vậy anh Long? Con nhỏ này là của tôi. Cái gì là người của anh? Người của hắn? Mày muốn làm gì hả? Chị Thụy, chị Thụy, không ổn rồi. Phòng Hawaii đánh lộn. Chị mau đi xem đi. Làm gì đó, làm gì đó. Không được đánh lộn. Uống sai rồi phải không? Tôi nói cho anh biết, đây không phải là nơi mấy anh làm loạn đâu. Nghe rõ chưa? Dám phá địa bàn của tôi, đúng là khiến cho anh Hắc nở mày nở mặt. Chị Thụy, chị đừng hiểu lầm. Tôi sắp xếp cho thằng này ăn cơm, nhưng nó dám giật bạn gái của tôi. Dẫn đi. Chị Thụy, chị Thụy. Chú Hoa phía sau lão Hắc, bọn họ dám làm xưởng gia công thì chắc chắn là phải có nguyên liệu sản xuất dồi dào. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta xử lý một xưởng của họ, họ sẽ còn xây cái xưởng nữa. Tìm ra nguyên liệu sản xuất mới là quan trọng nhất. Nhưng lão Hắc và anh Tư rõ ràng không phải cùng một loại người. Cách thức của bọn họ không giống nhau. Tốt nhất là khiến bọn họ kìm hãm lẫn nhau. Chị Thụy, anh Dương, tại sao lại tới đây? Con người tôi không ngồi yên được. Vốn dĩ không có tật xấu gì, rảnh rỗi một chút là bao nhiêu tật xấu lại xuất hiện. Vậy anh bình tĩnh một chút, đợi vết thương khỏi rồi tính tiếp. Không sao đâu, sức khỏe của tôi tốt mà. Chị Thụy à, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Mấy anh cầm cái này đi tìm tài vụ là được. Đi nha. Được rồi, chúng tôi đi trước. Anh ngồi đi. Chị Thụy à, tổng đội trưởng Quách nói tôi liên lạc riêng với cô. Tổng đội trưởng Quách? Tổng đội trưởng Quách nào vậy? Quách Đại Hồng đó. Quách Đại Hồng muốn liên lạc riêng với tôi. Đúng vậy. Không phải cô quen anh ấy sao? Quen chứ. Làm nghề này của chúng ta, không có chút quan hệ làm sao giải quyết được. Quan hệ? Cô đang nói tới đường dây nào vậy? Lần trước tôi nhờ người tặng ông ta rất nhiều trà phổ nhĩ. Ông ta nói với tôi thuộc hạ của ông ta đều rất thích uống phổ nhĩ. Tôi đặc biệt mua từ chỗ một người bạn mở xưởng trà ở Dân Nam của tôi đó. Tốn hơn 10.000 lận. Ngon hơn cái này nhiều. Vậy cũng không tốn kém lắm. Quan trọng là ông già này nhận quà của tôi xong lại thất tính, cũng không đến chỗ của tôi nữa. Hình như là còn xa cách với tôi. Còn một chuyện nữa, lần trước người yêu của ông ta dẫn vài người bạn tới chỗ tôi chơi, giới thiệu cho tôi một vài dự án tài chính qua mạng, nói là có thể kiếm rất nhiều tiền. Lúc đó tôi vội vàng đầu tư theo 200.000. Kết quả người đó biến mất. 200.000 của tôi cũng không cánh mà bay luôn. Tôi kiếm tiền cũng là tiền xương máu chứ bộ. Người yêu của tổng đội trưởng Quách không đến nỗi như vậy chứ. Hai người chúng ta đang nói chuyện cùng một người sao? Anh Quách đó hả? Tôi nè. Cô là... Tôi là Giang Thụy, tặng trà phổ nhĩ cho anh đó. À, Giang Thụy hả? Trễ như vậy gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Đúng rồi, thời gian trước tôi còn hay ra ngoài uống trà cùng chị dâu đó. Không biết bây giờ chị dâu có ở đó không? Tôi muốn nói chuyện với chị ấy vài câu. Chị dâu của cô ngủ rồi. Hay là tôi đi gọi cô ấy nha. Ê, đừng đừng đừng, không cần không cần đâu. Anh chị nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Xin lỗi nha. Dạ.
Xem ra chị Thụy lại đang bịa chuyện rồi. Anh nói tổng đội trưởng Quách tìm tôi có chuyện gì? Đồng chí Giang Thụy, tôi nói thật với cô, tôi là Dương Kiến của chi đội phòng chống ma túy Thanh Hà. Dựa trên báo cáo của tai mắt, ở Hải Nguyên có ẩn giấu một mạng lưới buôn bán ma túy, cho nên tôi cần sự phối hợp của cô. Phối hợp cái gì? Nhiệm vụ của tôi lần này là vạch trần tấm màn của mạng lưới buôn bán ma túy. Đồng chí Giang Thụy, không phải cô đã quên chức trách của một cảnh sát rồi chứ? Chức trách của cảnh sát là gì? Chức trách của cảnh sát là lật đổ tội phạm, bảo vệ an toàn cho tài sản và tính mạng của quần chúng nhân dân. Đồng chí Giang Thụy, thái độ của cô khiến cho tôi rất thất vọng. Anh Dương à, anh đừng hù dọa tôi nha. Giang Thụy tôi là một tên côn đồ đến từ Nam Hoa. Tôi vừa đến Hải Nguyên chưa được bao lâu, chỉ muốn kiếm chút tiền yên ổn thôi. Những chuyện khác thật sự là không có liên quan gì tới tôi hết. Anh cũng biết làm nghề của chúng tôi sợ cái này nhất mà. Anh Dương à, anh giơ cao đánh khẽ, tuyệt đối đừng để bọn họ đến đóng cửa chỗ của tôi nha. Cô làm cái gì vậy? Tôi không có gì đâu, một chút tấm lòng thôi, nhận đi. Tôi không thể nhận, anh nhận đi, không sao hết, nhận đi. Vậy được rồi, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Được, tôi đi nha. Anh đi thông thả. Có một chuyện cá nhân muốn nhờ cô giúp đỡ, không biết là cô có chịu giúp không? Chị Tâm cứ nói. Trước đây tôi có một người quen, mấy hôm trước cãi nhau bỏ trốn rồi, nên tôi muốn nhờ cô bắt hắn về. Tôi muốn kết thúc hắn. Có phương hướng không? Trước đây tôi nghe nói hắn thường xuyên đi câu lạc bộ Tiểu Kim Nhân ở Thành Nam. Đây là hình của hắn. Chuyện này quả thật tôi không tiện ra mặt, cho nên muốn nhờ cô. Thẻ hội viên của Tiểu Kim Nhân. Yên tâm đi chị Tam, cứ giao cho tôi. Anh Quy, anh Quy, tôi đây. Tối nay có việc, anh giúp tôi coi chừng hộp đêm. Hôm nay anh khoảng khách VIP sẽ tới. Gần đây hình như bao diễn viên gì đó cứ đòi tổ chức trao giải Oscar gì đó trong phòng VIP. Anh chuẩn bị trước nha. Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi nha. Cô nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Cô tìm ai? Chị Tam kêu tôi tới. Tiểu Kim Nhân.
Người mới hả? Cô là ai? Tôi tìm A Dĩ. A Dĩ? Cô là người của ai? Tôi là người của chị Tam. Chị Tam? Người nhà. Đi thôi. Vào đi. Chị mới tới lần đầu hả? Chỗ chúng tôi rất thú vị. Lát nữa đưa chị đi xem thế nào là náo nhiệt. À phải rồi, xưng hô sao đây? Anh cũng giở trò với thẻ đen đó rồi à? Tất nhiên rồi. Di động, thẻ đen đều đem theo. Nếu có máy theo dõi vậy càng tốt. Chị Thụy, ngồi đi. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn mới của đại ca, chị Thụy. Chào chị Thụy. Mọi người mời chị Thụy một ly đi. Nè, A Dĩ đâu? A Dĩ? A Dĩ đi lấy đồ cho chị rồi, lát nữa sẽ qua đây. Chị Thụy, tôi mời chị một ly. Chị Thụy à, tôi rót đầy cho chị nha. Chị Thụy, uống đi. Sao tôi nghe ra mấy tên lưu manh anh tìm về đều không đáng tin. Chị Tam, cô Giang là người luyện võ vô cùng khôn ngoan. Vậy những người xuất hiện trước mặt cô ta cho là không đáng tin. Một khi cô ta khinh địch thì sẽ dễ lơ là cảnh giác. Mời chị Thủy đi. Mời chị Thủy. Chị Thủy, uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Được, chị Thủy tử lượng khá lắm đó. Quẩy đi, quẩy đi. Đây là rượu gì? Rượu gì? Rượu ngon. Lát nữa chị sẽ biết kích thích cỡ nào. Còn nhìn gì nữa? Mau đuổi theo. Mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy thoát. Alo, anh Khoảng, bạn gái của anh là diễn viên phải không? Anh Quy đừng nói linh tinh chứ. An Tịnh còn ngồi ở đây nè. Mới đây anh bao con nhỏ diễn viên hạng xoàng đó phải không? Ai nói vậy? Anh Dung nói đó. Anh Dung, kêu anh Dung nghe điện thoại đi. Tôi muốn biết anh Dung nói gì. Không thấy anh Dung đâu hết. Không thấy anh Dung. Anh chờ đó nha. Nói đi. Đứng lại. Đừng chạy nha. Nói là anh bao một con nhỏ diễn viên nào đó còn mướn phòng riêng tổ chức lễ trao giải Oscar cho nó nữa. Nhưng nói xong thì chạy mất tiêu rồi. Vậy nghĩa là sao? Hải Dung gặp chuyện gì mà không tiện nói? Không tìm thấy định vị của Hải Dung, không có tín hiệu. Chị Thủy à, ra uống thêm vài ly đi chứ. Mở cửa ra đi. Lễ trao giải Oscar. Oscar, phòng riêng ở đâu có thể tổ chức trao giải Oscar? Phòng riêng ở đâu có thể tổ chức được Oscar? Vậy thì chỉ có hộp đêm với KTV thôi. Bây giờ cậu tìm hết tất cả hộp đêm, KTV, địa điểm giải trí trong phạm vi thành phố Hải Nguyên, xem chỗ nào có liên quan tới Oscar. Mau lên, đuổi theo cho tao. Không có chỗ nào tên là Oscar. Tiểu Kim Nhân coi như là có liên quan. Tiểu Kim Nhân. Oscar, Tiểu Kim Nhân, Oscar. Đúng là nó, câu lạc bộ Tiểu Kim Nhân. Được, bây giờ tôi qua đó. Được rồi anh Quy. Bây giờ chúng ta cùng đi, đừng đừng. Mọi người ở nhà canh chừng, tôi đi. Cẩn thận nha sếp, chú ý an toàn.
Mau lên. Bên này, mày qua lục soát cho tao. Tìm từng phòng một. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta yêu nhau sao? Tiếp tục. Tìm tiếp cho tao. Có thấy không? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sao hả? Có thấy không? Không thấy. Qua bên kia tìm tiếp. Tìm từng phòng cho tao. Mã Gia, đừng nói tôi khen anh. Bây giờ anh không chỉ là cao thủ hacker đơn giản đâu nha. Cũng nhờ tới chỗ chị ta mới có bản lĩnh như vậy thôi. Bác sĩ, chừng nào cô ấy mới tỉnh lại? Tôi còn muốn biết hơn anh. Sếp, sao anh lại tới đây? Lỡ chị Tam tới kiểm tra thì sao? Nguy hiểm lắm, mau đi đi. Tôi không yên tâm nên qua coi thử. Sao rồi? Bác sĩ nói không nghiêm trọng, nhưng cần thời gian để tỉnh. Được rồi, vậy chuyện tôi dặn anh nhất định phải nhớ. Yên tâm đi, đi đi. Được rồi. Buông tôi ra. Dừng tay. Buông tôi ra. Đi ra đi. Nè, anh à, anh phải tôn trọng phụ nữ chứ. Có chuyện gì ở đây vậy? Bà chủ, có hai người Tây uống sai. Chị Thụy đang cãi lộn với bọn họ trong đó. Biết tiếng Anh à? Thú vị thật đó. Cô qua uống với chúng tôi mấy ly đi. Tôi có thể uống, nhưng mà không muốn uống với mấy người. Qua đây nào, uống với tôi một ly. Đừng ngại chứ. Qua uống với chúng tôi vài ly đi nào. Ôi, không được. Không được. Giỏi lắm. Tiếng Anh lưu loát, đánh đấm cũng không tệ. Học ở đâu vậy? Lúc trước làm trong câu lạc bộ quyền Anh một thời gian. Yêu cầu cơ bản thôi. Câu lạc bộ quyền Anh nào vậy? Nói nghe thử, xem tôi có biết không. Câu lạc bộ quyền Anh Trí Tân. Đi, lên phòng tôi uống trà. Được rồi, mấy cậu đưa tên này ra ngoài. Kiếm chỗ nào cho nó tỉnh rượu đi. Cô tập quyền Anh bao nhiêu năm rồi? Cũng được mấy năm. Lúc đó không biết nhiều, cũng không nhớ nhiều nữa. Cô nói câu lạc bộ nào quên rồi? Câu lạc bộ quyền Anh Trí Tân.
câu lạc bộ Quyền Anh Trí Tân. Chào ông, Quyền Anh Trí Tân mời ghé qua xem thử. Có vẻ câu lạc bộ quyền anh của các cô cũng nổi tiếng lắm. Tôi thấy mấy huấn luyện viên này thật sự không kém đó. Phải đó, huấn luyện viên của chúng tôi từ nước ngoài về, từng đoạt nhiều giải thưởng lắm. Vậy cho tôi hỏi thăm, chỗ mấy cô có huấn luyện viên nào tên là Giang Thụy hay không? Cô ấy có đây không? Huấn luyện viên Giang, tôi cũng không rõ lắm. Ông chờ một chút. Huấn luyện viên Mã, anh qua đây một chút. Ông đây muốn tìm huấn luyện viên Giang. Giang lớn mật hả? Ông có quen huấn luyện viên Giang? Không không, tôi không có quen. Có người bạn của tôi nghe nói cô ấy có dạy quyền anh, nói là dạy giỏi lắm. Cô ấy có đây không? Đi cũng gần một tháng rồi. Huấn luyện viên giỏi như vậy mấy cậu cũng thả cho đi sao? Hay là bị người ta dụ đi mất rồi? Cái này thì tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói cô ấy có người chị nuôi đi vay nặng lãi bên ngoài. Người ta chặn trước cửa nhà luôn. Một thời gian trước còn kéo tới cả câu lạc bộ chúng tôi nữa. Giống như là muốn đánh lộn luôn đó. Mà nè, ông có đăng ký không? Hồi nãy nói giảm 20% phải không? Tôi có thể giảm tới 30% luôn. Vậy hả? Để tôi suy nghĩ thêm. Gặp lại sau nha, gặp lại sau. Nè nè, hay ông để lại số điện thoại đi. Alo, chị Tam, đã điều tra xong. Đúng là Giang Thụy có làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ Quyền Anh Trí Tân. Vì chuyện thiếu nợ vay nặng lãi, cô ta đã rời khỏi đó một tháng trước rồi. Được, tôi biết rồi. Alo, Lão Lương, mọi chuyện kết thúc thuận lợi. Cũng may là đã chuẩn bị từ trước. Vậy tốt rồi. Tôi đang cân nhắc chuyện này. Chúng ta cứ bị chị Tam dắt mũi đi hoài, quá bị động. Chúng ta phải nghĩ cách nào đó cho Hải Dung nhanh chóng giành được lòng tin của chị Tam mới được. Vậy cậu tính sao? Tôi đang nghĩ chúng ta phải cho cô ta một đòn. Nhưng tôi vẫn coi trọng an toàn hơn. Anh yên tâm đi, tôi sẽ làm cho anh thấy một chiêu rất hoàn chỉnh. Được. Mà tôi nghe Tiểu Hạ truyền tin nói bên trên chị Tam còn có người. Vẫn còn người sao? Che giấu kín vậy à? Vài người ở lại cắt đứt toàn bộ con đường chạy trốn bên ngoài. Những người còn lại theo tôi vào trong. Xuống xe nhanh lên. Đi. Chị Tam, chuyện ở bên hộp đêm đã xong hết rồi. Cho mình nghỉ ngơi chút đi, đừng mệt quá. Dạ biết rồi. Anh Tư, anh đến khi nào sao không nói trước, làm tôi giật mình. Giật mình? Chị chột dạ sao?
Tôi vừa đi giao hàng về để đổi lại sắc mặt này của anh à. Đi với ai đó? Để tôi giới thiệu với anh, đây là tổng giám đốc mới của Hộp Đêm, Giang Thụy. Cô ta có tin được không? Chuyện này tôi không thể tự quyết định được sao? Chị đâu phải mới tự quyết định một lần. Người chắn đao cho tôi mà tôi cũng không tin được, vậy còn có thể tin tưởng ai? Ai cũng không thể tin. Tối qua gặp tôi. Tôi thật sự là người của chị Tam. Cậu làm như vậy là tìm chết đó, có biết không? Được rồi, được rồi. Đói rồi phải không? Tôi cũng đói rồi. Uống chút nước đi. Nè, đưa cái miệng ra. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tôi nói cho anh nghe, chị Tam đó của anh bây giờ khó giữ thân mình rồi. Có biết tại sao không? Bởi vì sau khi anh mất tích, chị ta cũng trốn biệt luôn. Có biết không? Chị ta sợ anh phản bội đó, có biết không? Ở yên đó đi. Đổi chỗ khác. Nè. Khốn kiếp. Ai đó? Nè, ai vậy? Ôi mẹ ơi, Giang Thụy, bây giờ cô đắc chí quá ha. Có biết đây là xe của ai không? Mau chạy đi chỗ khác đi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ chết người đó. Lão Hoàng. Mã Gia, Mã Gia. Chị Tam đưa cậu về nhà. Cậu nói cho lão Hắc thông tin của chúng tôi à? Chị Tam, nếu thật sự tôi có nói mà tên đó lại biến tôi thành thế này sao? Vậy cậu bị lão Hắc bắt như thế nào? Hôm đó tôi phát hiện kho hàng của chúng ta bị cậy mất. Tôi sợ chị và anh Tư sẽ tính sổ với tôi cho nên tôi bỏ trốn. Nhưng trên đường lại gặp phải người của lão Hắc. Sau đó bọn họ liền bắt tôi. Chị Tam, tôi biết chị nghi ngờ là tôi tiết lộ cho lão Hắc. Bây giờ tôi ở đây thề độc với chị, lão Hoàng tôi tuy tham sống sợ chết, nhưng tôi sẽ không làm ra chuyện bán đứng chị và anh Tư. Hai người có ơn với tôi mà. Nếu tôi làm chuyện đó sẽ bị sét đánh chết. Vậy là hàng của tôi bay mất rồi phải không? Anh Tư, có vài lời tôi không dám nói, nhưng tôi cảm thấy là lão Hắc cướp đó. Anh nghĩ coi, hắn ta ngang nhiên chống lại chúng ta, chắc chắn hắn đã phái rất nhiều tai mắt đi khắp nơi nghe ngóng về chúng ta. Nói một câu không nên nói là ở trên đất Hải Nguyên này, thần không biết quỷ không hay, có thể tìm ra kho hàng của chúng ta. Chỉ có lão Hắc mới có bản lĩnh này thôi. Nghe hiểu rồi. Ý của cậu là hàng mất rồi, tôi không thể làm gì, có phải không? Anh Tư à,
Đây đều là lỗi của tôi. Tôi có tội là tôi không coi chừng tốt. Anh Tư, hãy cho tôi thêm cơ hội đi. Lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm nữa đâu. Anh Tư, tôi tin cậu, bởi vì cậu không có lần sau nữa. Anh Tư, tha cho tôi một lần đi. Tha cho tôi một lần đi anh Tư. Anh Tư, Lý Nam bị cảnh sát bắt rồi. Nếu như hắn khai ra, cảnh sát sẽ tìm đến chị. Dạo này chị cẩn thận chút đi. Còn nữa, nói thuộc hạ của chị thời gian này dừng lại hết đi. Xuất thêm đơn hàng cuối cùng, sau đó tôi sẽ dừng lại. Tôi đã sắp xếp giao dịch vào hôm nay rồi. Lập tức dừng lại, gọi bọn họ về đây đi. Không kịp nữa. Tôi nói chị dừng lại đi. Nếu như chị là đàn ông, bây giờ tôi sẽ bắn chết chị ngay lập tức. Có phải dạo này anh áp lực quá lớn rồi không? Tôi chỉ muốn nhân cơ hội cảnh sát còn đang chú ý bên phía Lý Nam, mau chóng bán thêm một ít hàng. Nếu không, hàng của chúng ta cứ dự trữ, nguồn vốn sắp có vấn đề rồi. Lô hàng này chị giao cho ai bán? Di Đại Chí. Tin được không? Cậu ta đã theo tôi một năm, tôi đã điều tra gốc gác cậu ta, hẳn là không có vấn đề. Nghề này của chúng ta không có chữ hẳn là. Tôi tự có tính toán. Được, gọi Giang Thụy đi cùng. Anh có ý gì? Chị nói xem. Ba người đợi trên xe, tôi tự mình đi. Cuốn này bao nhiêu tiền? Tùy anh. Giao dịch bắt liền. Giao dịch bắt liền. Đứng yên, cảnh sát. Đứng lại. Đứng yên. Không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Phim được dịch và lồng tiếng tại nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá. Lượm đi, lượm đi. Mau đi. Chia nhau đi. Phụ đi.
Mày đúng là cớm mà. Còn đứng đây làm gì? Đi mau. Nhanh. Đi mau. Đi, nhanh lên. Vậy mà là người của cảnh sát à? Tại sao tôi lại không biết? Cậu ta đã đi theo tôi hơn một năm rồi. Anh mau tới nhà cậu ta điều tra, xem thật ra gốc gác cậu ta thế nào. Bây giờ manh mối này quan trọng như vậy, chắc chắn anh Tư sẽ rất để ý. Anh đích thân đi. Đi ngay lập tức. Được rồi chị Tam, bây giờ tôi đi ngay. Chị Tam, cúp điện rồi. Cô nói với tôi là có ý gì hả? Tôi biết sửa sao? Dạ, tôi sẽ đi tìm người sửa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Anh Tư, anh đến rồi. Anh Tư đi chậm một chút. Trong nhà cúp điện rồi. Sao vậy? Quá tải à? Dạ, đang đợi sửa. Ai đó? Xin chào, tôi là công ty điện lực. Là nhà chị thông báo sửa điện phải không? Đúng rồi, đợi một chút, tôi sẽ mở cửa liền. Triết học làm người của tôi là đối với bất cứ người nào, chuyện nào đều luôn phải giữ thái độ nghi ngờ. Với cả tôi sao? Tôi đã sai Mã Gia tới nhà Di Đại Chí điều tra, xem thật ra cậu ta là ai. Gọi Mã Gia quay lại đi. Bây giờ đang là lúc sóng gió. Lúc này mà đi điều tra, chỉ té xuống cái bẫy của cảnh sát thôi. Chắc là ổ cắm điện này có vấn đề rồi. Chị xem, chị cắm nhiều đồ như vậy, có cả lò vi ba, lò nướng, còn có ấm đun nước. Tất cả cắm chung ổ điện, công suất ổ điện không đủ lớn. Lát nữa chị đi mua một ổ cắm có công suất lớn, là loại ổ cắm chuyên dụng đó, chắc chắn sẽ được mà. Được rồi. Vậy cảm ơn cậu nha. Không có gì, tôi đi rót nước cho cậu. Không có gì, đừng khách sáo. Được rồi, vậy đi nha. Nếu sau này có vấn đề gì, chị gọi điện cho tôi. Được rồi, cảm ơn cậu. Không có gì, việc của tôi mà. Cô Giang, mấy cô đến rồi. Mời vào trong.
Sếp, xong rồi. Truyền tải điện. Được, bây giờ chúng tôi sẽ đi. Chị Tam, có điện rồi. Bộ tôi không thấy sao? À, đám Giang Thụy cũng tới rồi đó. Nơi này khí phách thật. Sao tôi cảm thấy hôm nay giống Hồng Môn Yến vậy đó? Sao hả? Cho dù là Hồng Môn Yến, mọi người cũng đã tới rồi, còn tính đi sao? Chào chị Tam. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Tư. Anh Tư, chào anh Tư. Anh Tư, được, chào mọi người. Anh Tư, đây là anh em của tôi, Quy Tí Lia, An Tịnh, Hoàng Tử. Hoàng Tử, hôm qua cậu là người nổ súng bắn người, phải không? Lớn mật đó, còn dám tới đây nữa, không mau chạy trốn đi. Anh Tư à, anh đừng có hù cậu ấy mà. Cậu ấy nhát gan lắm, đêm qua còn mơ ác mộng cả đêm đó. Cậu ấy là em họ xa của tôi, họ nhỏ ham mê chơi game, cho nên không đậu đại học, chỉ có thể theo tôi lăn lộn xã hội thôi. Nhìn không ra nha, quá ra cậu là người mới. Đúng vậy đó, cậu ta còn chưa thay răng nữa kìa. Tiểu Thụy, mấy người bạn này của cô đều không tệ đó, đặc biệt là cậu, vô cùng dũng cảm. Cảm ơn anh Tư đã khen, nhưng chúng tôi vẫn phải dựa vào anh Tư giúp chúng tôi kiếm miếng ăn mà. Không có chuyện đó, đừng có đứng nói chuyện nữa, vào bàn đi. Cạn ly. Chúc mừng hôm qua mọi người đã thoát chết. Cảm ơn anh Tư. Đưa cho tôi. Tôi lấy cơm cho. Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, có phải chúng ta nên tổng kết lại không? Anh Tư, chắc chắn đã có người chỉ điểm, nên cớm mới ôm cây đợi thỏ. Nếu không sao có thể chính xác như vậy chứ? Anh Tư, thật ra vừa xuất hiện tôi đã cảm thấy không đúng rồi. Nếu không phải chị Thụy phản ứng nhanh, chắc chúng tôi đều đã bị bắt rồi. Tôi có vài vấn đề vẫn chưa nghĩ rõ ràng, mọi người thử phân tích một chút. Cậu tên Lý Quy phải không? Vừa rồi cậu nói cái gì? Cậu nói cậu vừa đến nơi đã cảm thấy không đúng rồi. Sao hả? Có cảnh sát sao? Không có, chỉ là trực giác thôi. Anh Tư, giác quan thứ 6 của tôi chính xác lắm. Cậu cảm giác chính xác như vậy, tại sao không dừng cuộc giao dịch? Cậu cố ý à? Còn cô Tiểu Thụy, cô vừa mới nói chắc chắn là có người chỉ điểm. Cô đã nói là chắc chắn, vậy là ai? Hành động lần này, ngoài bốn người ra, còn có tôi và chị Tam cùng với Di Đại Chí biết. Di Đại Chí thì đã chết rồi. Nếu không phải bốn người chỉ điểm, lẽ nào là tôi và chị Tam sao? Có khả năng đó không? Hử?
Vậy chắc chắn mấy người sẽ nói là Di Đại Chí rồi. Chị Tam nói với tôi, Di Đại Chí đi theo chị ta hơn một năm, từng bán hàng hơn 20 lần. Trước kia đi bán hàng cùng với Mã Gia đều không có vấn đề gì. Chỉ có lần này xảy ra vấn đề. Tại sao? Còn cậu nữa, hoàng tử dũng cảm. Người họ hàng xa này của cậu nói cậu mê chơi game. Tôi đoán chắc là cậu ham mê chơi game bắn súng phải không? Tôi chưa từng chơi game, tôi mới chỉ chơi súng thật thôi. Vậy thì tôi muốn hỏi cậu, bàn phím chơi game và cò súng thật có gì khác nhau? Còn nữa, cậu có biết hôm qua cậu đi làm cái gì hay không? Ai cho phép cậu nổ súng giữa đường? Anh Tư, thứ nhất, súng này không phải của hoàng tử, là của cảnh sát. Thứ hai, anh nghĩ chúng tôi muốn nổ súng sao? Anh nghĩ chúng tôi không biết nổ súng sẽ nguy hiểm cỡ nào hay sao? Nếu trong lúc đó hoàng tử không nổ súng thì Giang Thụy đã chết rồi. Chúng tôi đi đến bây giờ vô cùng vất vả, sóng gió không hề dễ dàng gì. Tôi biết anh nghi ngờ chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chỉ muốn sống. Tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì anh em đồng bọn của chúng tôi có thể tiếp tục được bình an. Cho nên không cần biết người kia có phải là cảnh sát hay không, cho dù là ông trời, chúng tôi cũng bắn. Mấy người còn ngồi đó làm gì? Không nhìn ra tình hình gì sao? Rượu này có thể uống tiếp được không? Nè nè, mọi người bình tĩnh chút đi. Có chuyện gì nói rõ ràng là được rồi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Mấy cậu cũng ngồi xuống đi. Đem qua cho anh Tư xem.
Mã Gia, xác nhận Di Đại Chí là người của cảnh sát. Di Đại Chí thật sự là cảnh sát à? Thật ra anh Tư cũng không có ý gì đâu. Làm nghề của chúng ta cẩn thận thận trọng đã quen rồi. Có những người thật sự biết mặt không biết lòng. Cho nên anh Tư có chút nghi ngờ cũng rất bình thường thôi. Nhưng bây giờ đã xóa bỏ nghi ngờ rồi. Có đúng không anh Tư? Ừ. Tịnh Tịnh rất có cá tính. Được rồi, cạn ly cho qua chuyện này. Rót rượu. Tôi vẫn còn một câu hỏi. Đừng căng thẳng, nói chuyện tự nhiên thôi. Chỉ là tôi rất tò mò, tình cảm giàu sinh ra tử giữa phụ nữ mấy cô đã thành lập kiểu gì vậy? Tiểu Thụy, vì Triệu Vi Vi có thể theo chị Tam đi làm việc buôn bán nguy hiểm này, tại sao lại bám nghề dữ vậy? Rất đơn giản, vì tiền đó. Tất cả đều là vì tiền, đây không phải lý do. Đúng đó Tiểu Thụy, có câu chuyện gì hay chia sẻ với mọi người đi. Được thôi, nếu như mọi người quan tâm tới như vậy, vậy thì tôi sẽ nói. Nếu không đêm nay anh Tư không ngủ nổi vì suy nghĩ về tôi. Tôi rất muốn suy nghĩ về cô đó. Chúng tôi đã cùng nhau giết người. Giết ai? Là bạn trai cũ của chị Vivi. Hắn là một tên nghiện, cứ uống rượu là thích đánh người. Hắn ta ép chị Vivi đi dai nặng lãi, nếu không dai sẽ bị đánh dữ dội hơn. Có một lần đánh rách khóe mắt của chị ấy. Tôi nhìn thật sự chịu không nổi, muốn xử lý giùm chị ấy. Nhưng không ngờ tên này lại yếu như vậy. Mới đấm có một cú, đầu đã va đập vô góc bàn, chết rồi. Hết cách, phân thây, chôn xác. Chôn ở đâu? Anh Tư quan tâm vậy à? Một câu chuyện đặc sắc như vậy, tôi phải biết kết cục chứ. Dùng ngập nước Thanh Hà. Vị trí cụ thể tôi không cần phải nói nữa chứ. Được, rất hay, rất đặc sắc. Lão Hắc, alo anh Hắc, tìm tôi có chuyện gì không? Chị Thụy, nghe cô nói kìa, tôi là người hay kiếm chuyện sao? Tôi chỉ muốn mời chị Thụy cùng đi ăn cơm thôi. Cơm của anh Hắc thì thôi, không có hợp khẩu vị lắm. Được, đợi tôi đặt xong địa điểm sẽ cho tài xế tới đón cô. Được, vậy tối nay gặp. Lão Hắc này, sớm muộn cũng phải xử lý hắn ta. Được rồi, mọi người đi về đi. Vậy hôm nay cảm ơn chị Tam và anh Tư đãi cơm. Chúng tôi về trước, tối nay còn phải đối phó Lão Hắc nữa. Được, đi đi.
Anh Tư vẫn không tin Giang Thụy à? Có thể dễ dàng tin người sao? Chị đừng quên, phía trên chúng ta còn có chú Hoa nữa đó. Chúng ta chỉ cần bất cẩn sẽ có rắc rối rất lớn. Chú Hoa? Lại là ai nữa vậy? Anh Hát, những đầu mối giao dịch với cớm chúng ta cung cấp đã giúp họ rất nhiều. Bây giờ chị Tam đang thê thảm, tổn thất nặng nề. Tốt lắm, tốt hết chỗ chê. Nói cô nghe, mấy ngày nữa thôi, chị Tam này hoàn toàn mất uy tín. Cô ta sẽ trở nên thúi quắc. Tôi xem ai dám lấy hàng của cô ta. Mùa xuân của chúng ta đến rồi. Anh Hát thật sáng suốt. Đương nhiên, đúng rồi. Để mắt tới Giang Thụy cho tôi. Mặc dù tôi không múc được cô ta về dưới trướng, nhưng cũng không thể để chị Tam xài. Anh Hát yên tâm, tôi vẫn luôn để mắt. Bây giờ cô ta rất biết điều, không có hành vi nào bất thường. Vậy thì tốt, chúng ta hãy chờ đợi khoảnh khắc Giang lên hồi chuông báo tử với chị Tam. Gặp lão Hát rồi. Thằng cha họ Hát đó đâm sau lưng chúng ta. Hàng chúng ta đã mất sạch. Lão Hát là một tay xã hội đen chở búa. Đấu với hắn nhất định phải dùng một số thủ đoạn. Nếu không chắc chắn không xử được. Phải khử lão Hát. Nếu không, Nam Hoa, Hải Nguyên chúng ta, thậm chí các thị trường khác đều bị hắn phá nát. Chị Tam, chị có từng nghĩ chưa? Chúng ta dốc sức làm thị trường Hải Nguyên nhiều năm. Hàng đến từ đâu, đi về đâu, chúng ta đều hiểu rất rõ. Hàng của lão Hát từ đâu đến? Tóc xoăn, mang đồ vào đây để chị Tam xem thử. Được. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Nhìn cho kỹ. Đây là hàng gì vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy? Hàng của lão Hát, uống xong bay được luôn, thậm chí không cần ướp lạnh. Cho nên lão Hát không quan trọng. Quan trọng là ai đã đưa hàng này cho hắn. Tôi thấy có thể xài con bài Giang Thụy rồi. Anh muốn làm gì? Lão Hát năm lần bảy lượt mời Giang Thụy gia nhập băng đảng. Để Giang Thụy thăm dò hắn đi. Chị Tam, tôi cầm cho. Chị Thụy, hôm nay tôi không chăm sóc cô, tôi chăm sóc chị Tam nha. Đúng là giỏi nịnh hót. Chị Tam cười không khép miệng rồi. Mở miệng ra chỉ biết nịnh hót lấy lòng. Có điều không khó chịu. Mời chị Tam. Chị Thụy, có thường chơi golf không? Mới chơi được 2 lần, đều đi cùng chị Tam. Không giống cô, chắc là kỳ cựu rồi. Tôi hả? Vẫn thích đi làm đẹp hơn.
Nhanh, nhanh. Xuống xe. Chị Tam, chúng ta có nên đi không? Chị Tam, chúng ta đi không? Không được di chuyển, bao vây họ. Mấy anh làm gì vậy? Mời phối hợp kiểm tra với chúng tôi. Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, bên này không tìm thấy. Một chú chó dễ thương. Mấy tuổi rồi? Đây là chó nghiệp vụ, xin đừng can thiệp công việc của chúng tôi. Nó muốn ăn bánh không? Nè, anh cầm đi. Đội trưởng, bên này có biến. Đi, qua bên đó, đi.